Cảm tạ ơn Chúa, chúng con yêu Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì chúng con được ngồi dưới bệ chân của Chúa để lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài, để lắng nghe sự chỉ đạo của Ngài trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài dẫn chúng con trong lẽ thật của Chúa và tấm lòng của chúng con được, linh hồn của chúng con được tăng trưởng, được đến gần Ngài nhiều hơn. Chúa ơi, chúng con yêu Ngài. Có điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng con đó chính là nhận biết Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, sống cho Chúa và thực hiện tất cả những điều mà Chúa dạy dỗ trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì sự biến đổi của Chúa trong đời sống của chúng con. Ngài đã cho chúng con được yêu lẽ thật của Ngài và yêu mến nhau nhiều hơn, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa mở môi miệng của chúng con để chúng con được nói ra những tiếng nói của Chúa trong tất cả những sự dạy dỗ của Ngài. Cảm tạ Chúa, chúng con ngợi khen Ngài và chúng con tôn vinh Chúa qua những bài hát ngợi khen, cảm tạ Ngài. Men. Mình hát bài hát nào? Mình hát bài hát lúc nãy của chị Thủy nha, trọn đời nhà dâng cho Chúa. Amen. Trọn đời con dâng lên Thiên Xin Chúa, Chúa cảm cảm tạ tạ Chúa Chúa nhân nhân từ, từ, con con hát hát lên lên giống giống như như David David nhờ. xưa. Trọn đời con Trọn dâng đời lên con Thiên dâng Chúa, lên Thiên Chúa, con cảm Chúa tạ Chúa, con hát con hát lên giống lên như David ngôi xưa. xưa. Con Tôi sẽ luôn hát hát con người người ta ca hát ca ngợi Chúa, đời chúng con tôi yêu hãy Kristo. Con sẽ con sẽ hát con người con người ta hát ca ca ngợi ca Chúa người Chúa Giêsu chúng muôn mình từ đời. tròn đời con Trọn dâng đời lên con Thiên dâng lên Chúa, Thiên cảm tạ Chúa, Chúa cảm tạ nhân Chúa. từ, con Con hát hát lên lên giống giống như như David xưa. David xưa. Trọn đời con dâng Trọn lên đời Thiên con dâng Chúa, lên cảm Thiên tạ Chúa nhân từ, con hát Chúa, lên giống con như hát David lên giống xưa. như David xưa. Con sẽ Con sẽ hát hát con người ca hát con ca ngợi người Chúa, con yêu kính con Chúa luôn luôn hát con con ca hát ca hát ca ngợi ngợi Chúa, Chúa con nhân tôi nhân từ. từ. Hãy vỗ tay vui reo mừng lên, Chúa chúng ta kêu lên Chúa, vì Ngài trên ngôi vua đang trị, vì Ngài trên ngôi vua đang trị, vì Ngài đã phá tan Đang vua vua trần trần gian gian, quyền quyền ma năng vương, của Ngài, Ngài đã Ngài đã thắng quyền thắng tối tăm quyền trong tối khải tăm toàn trong cả, cả mọi hoàn quyền cả năng mọi trí cao chúng tội tôn hiển vinh, hiền thuộc linh duy nghe Chúa. Chúa À, hát hallelujah. lên Hãy vỗ tay vui chào mừng vui lên mừng lên vua chúng Chúa, ta chúng sẽ ta dệt chính tổ là chức chính Giêsu vì Giêsu. ngài Hãy quyết vỗ tay vui đưa reo mừng mừng lên lên vua chúng ta vua chính chúng ta chính Giêsu, vì vì Ngài ngài trên trên ngôi ngôi vua đang vua trị, đang bị trị vì ngài trên ngôi vua đang bị vua đang trị trị, vì ngài đã Ngài phá đã tan phá vua tan vua trần trần gian, quyền ma quyền ma vương, vương. ngài đang thắng Ngài đã quyền thắng tối tăm quyền trong tối khải tâm toàn trong cả, khải hoàn ca, mọi quyền năng mọi trí cao chung tôn năng hiển vinh, thuộc duy vinh Chúa. Alleluia. Hallelujah. Amen. Amen. Chúng ta bắt đầu vào trong sách Ê-sai. Em đọc cái bản dịch nhưng mà cũng như vậy vì máy tính của em nó bị mất điện nên là nó không có vào được. Thần bên ngục xuống, thần Nebo ngã quỵ, tượng của chúng phải trở nên loài thú và súc vật, những tượng các ngươi thường kiêng trở thành gánh nặng đè trên những con vật mệt nhọc.
Anh đọc bản nào? Bản hiện đại hả? Em cứ đọc bản mới cũng được, Truyền anh đọc thống. bản hiện đại, à, bản cũ, bản truyền thống. Ấy là đọc đọc trong một bản luôn cho nó đồng bộ. Ừ. Hình như Anh là đang đọc mà đây cái điện thoại. giống Hả? như Đây hiến điện thoại của anh vẽ. Cũng giống mà. giống câu hai. Bản Cả hai đều cúi đầu gọi lưng, các thằng ấy không thể cưới người và người cũng không thể bảo vệ chúng, tất cả chúng cùng nhau bị lưu đày. bản truyền thống đâu có giống vậy đó, chúng nó Bản hiện cúi đại ấy, cái gì? chị đọc truyền thống. Hỡi nhà Gia Cóp và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta đã đánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Câu 4. Cho đến khi các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta chính là đấng luôn gánh vác các ngươi, ta đã tạo nên thì sẽ còn bồng ấm các ngươi, ta sẽ gánh vác và giải cứu các ngươi. Ủa anh đọc lại bản 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 cũ hả? Máy tính của anh mất điện lúc đó nên chưa cài đặt, không bật được bản bản kia. Câu 6 đúng Câu 5. không? Câu Các ngươi so sánh ta cùng ai và coi ta bằng ai? Các ngươi lấy ai đọ với ta đặng chúng ta được giống nhau? kìa, họ móc vàng trong túi ra và lấy căn mà căn bạc, thuê thợ vàng dùng mà đúc một thần, rồi cúi mình mà thờ lại. Bảy. Họ vác tượng ấy trên vai và đem đi đặt tượng vào chỗ nó, và nó cứ đứng đó, tượng không thể rời khỏi chỗ nó. Nếu có ai kêu cầu thì nó chẳng trả lời và không thể cứu họ khỏi tai họa. Hãy nhớ mọi sự đó, hãy tỏ ra là đấng trượng phu, hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại. Hãy nhớ lại những sự ngày xưa, vì ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Từ ban đầu ta đã báo trước việc cuối cùng và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán kế hoạch của ta sẽ thành tựu và ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Ta gọi chim ó đến từ phương đông và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành. Điều ta đã định, ta sẽ làm. Hỡi những người cứng lòng, xa cách sự công bình, hãy nghe ta phán. Ta đem sự công chính ta đến gần, nó chẳng ở xa, và sự cứu rỗi của ta sẽ không trì hoãn. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Sion cho Israel là vinh quang của ta. Amen. Amen. Hôm nay mình cầu nguyện cho Israel, thì khi nói về cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho Israel hay cầu nguyện cho điều gì đó thì cũng đều mình đều hướng về Chúa, và nó cũng là cái bản chất mà Chúa ban cho đời sống của mình. Cảm tạ Chúa. Thì ở đây nói về các thần của Babylon, thì chúng ta được tạo nên giống Chúa ở trong Kinh Thánh mà khi Chúa dạy dỗ mình ấy, thì như là Ngài là đấng toàn năng, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng Alpha và Omega. Thì khi mà nói đến danh của Chúa mà Ngài nói ta ấy, là cái từ ta ấy, là cái từ mà Chúa nói ta ấy, là cái từ mà như mình giống Chúa ở điều là mình bắt chước Chúa. Cảm tạ Chúa. Cái từ mà ta mà Chúa hay dùng, là bản thân mình là giống Chúa ở
rất là những cái điểm đấy em Chúa ban cho em nhìn thấy và những cái công việc Chúa làm là mình làm theo cảm tạ Chúa rất là nhiều đó. Thì ta mang em đọc câu 3 cái đoạn này. Ta đã mang nặng các ngươi từ khi còn trong lòng mẹ, bồng ấm các ngươi từ lúc mới sanh. Dạ, thì trong cái đoạn này thì mình thấy là các cái bài học về ân tứ thượng linh thì mình thấy là mình đang mang nặng những người mà sau thế hệ của mình đang mang gánh nặng, và khi mình sinh ra khi mình mà đến ngày mà Chúa sinh họ ra thì mình cũng bồng ấm họ và nuôi nấng họ, cảm tạ Chúa. Ta chính ta đứng luôn gánh vác các ngươi, ta đã tạo nên thì sẽ còn bồng ấm các ngươi, cảm tạ Chúa. Thì chỉ có Chúa là đứng tạo nên chúng ta và Chúa luôn gánh vác cho chúng ta, và chúng ta là những người mà Chúa cũng đặt để cái trách nhiệm, và như người vợ của Ngài, người vợ như là cái nôi thì mình là người mang thai thuộc linh các con cái của mình, và sau này mình cũng gánh vác và giải cứu họ, là những người mà cùng với Chúa để giải cứu họ đó. Đấy, cảm tạ Chúa. Nên là cái từ ta ở trong Kinh Thánh là cái từ mà mình bắt chước Chúa, cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa rất là nhiều. Và từ đoạn 8 này, chỉ một mình Jehovah Đức Chúa Trời. Hãy ghi nhớ điều này và hãy suy xét hỡi những kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại, hãy nhớ lại những việc trước đây từ thời xa xưa, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Đó, cảm tạ Chúa. Thì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời duy nhất và Đức Chúa Trời chân thật, và chẳng có ai như Ngài hết, chỉ có Ngài là đấng tạo dựng thôi, không có một đấng tạo dựng nào thứ hai cả, chỉ có Ngài là có quyền tuyệt đối trên Ngài có quyền tuyệt đối. Cảm tạ Chúa. Từ ban đầu ta đã báo trước việc cuối cùng và đã nói từ của xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán kế hoạch của ta sẽ thành tựu và ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Thì cảm tạ ơn Chúa, thì tất cả mọi điều thì Chúa đã có kế hoạch trong đời sống của mình rồi. Việc của mình là chỉ có tìm kiếm Chúa và để biết được tất cả các cái công việc của Ngài giao phó. Nên mình tìm kiếm mà mình nhận biết Chúa, mà tâm linh mình trưởng thành thì Chúa sẽ bày tỏ cho thấy không những là mình cuộc sống của mình hiện tại, mà Chúa còn cho biết mình biết về những cái sự tương lai của mình nữa, qua các cái bài bày tỏ của Chúa trên mục sư. Mình đã nhìn thấy hình ảnh bản thiết kế mà Chúa ban cho mục sư của mình, và mục sư của mình cũng đã thực hiện những cái công việc của Chúa, cảm tạ Chúa. Và trong cõi đời đời Chúa cũng cho nhìn thấy về đức tin về ở trong cõi đời đời, trên đời sống của mục sư mình cũng đã nhìn thấy những cái điều đó. Đó là những lẽ mầu nhiệm mà từ trước các đời họ chưa từng biết, thì Chúa cũng bày tỏ cho chúng ta biết, cảm tạ Chúa. Cần chúng ta cứ vâng lời Chúa và không chịu đầu hàng, lúc nào cũng khát khao thực hiện ý muốn của Ngài, để ý của Chúa đi trước trong đời sống của ta thì của chúng ta, thì chúng ta sẽ tăng trưởng, và mỗi một ngày Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta được tăng trưởng đức tin của mình nhiều hơn, để nhận biết được Chúa, nhận biết được mình và nhận biết được tất cả những điều mà Chúa đặt để trong đời sống mình và đi thực hiện bắt các ngôn vật thuộc dưới chân Ngài. Amen. Cảm tạ Chúa rất là nhiều. Ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Từ phương đông ta đã gọi một con chim săn mồi, từ xứ xa xăm ta gọi người thực hiện kế hoạch của ta đến. Điều ta đã phán ta sẽ hoàn thành, điều ta đã hoạch định ta sẽ thực hiện. Hỡi những kẻ cứng lòng, hỡi những kẻ xa cách sự công chính, hãy nghe ta đem sự công chính ta đến gần. Nó chẳng ở xa, và sự cứu rỗi
của ta sẽ không trì hoãn. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Sion cho Israel là vinh quang của ta. Cảm tạ ơn Chúa. À, chúng ta là Sion, là Israel của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Thì Sion thì chúng ta đứng ở trên các vị trí nơi cao của các lĩnh vực. Israel là con cái của Ngài. Cảm tạ Chúa. Rồi, em xin cầu nguyện nào. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã đặt tên chúng con là Israel, phục linh của Chúa. Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Ngài và vị trí của chúng con cũng do Ngài tạo dựng, Ngài đặt nên. Chúa ơi, chúng con chỉ biết amen, vâng lời những gì mà Chúa dạy dỗ. Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Ngài và chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến trong đời sống của chúng con để ban cho chúng con người mới, để dày đạp cái con người cũ, cái con người mà đáng bị hư mất trong lửa đời đời. Nhưng mà Ngài yêu chúng con, Ngài ban cho chúng con được sinh lại từ trên cao để chúng con được được vào trong nước của Ngài. Chúa ạ, cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều về con người mới mà Chúa ban cho đời sống của chúng con, và chúng con luôn nhìn và bắt chước Chúa để con người mới của chúng con được hoàn thành tất cả những ý muốn của Chúa trong đời sống ở trên đất này. Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Ngài về những nhiệm vụ mà Chúa giao cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ạ. Và hôm nay chúng con cầu nguyện cho anh cả Israel thuộc thể, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài về đường lối của Ngài trên người anh cả Israel thuộc thể, Chúa ạ. Chúng con biết ơn tổ tiên của anh cả chúng con là Abraham và Isaac, Chúa ạ. Ôi, chúng con cảm tạ ơn Ngài chính từ Abraham, Isaac mà sinh ra Jacob, Chúa ạ. Và ông và Jacob đã yêu quyền trưởng nam, đã thực hiện ý muốn của Chúa, Chúa ạ. Và đã từ một người Jacob mà ông vâng lời Chúa, Chúa ạ. Chúng con đã học đã được Chúa cho nhìn biết về cuộc đời của ông. Chúa, ông đã tại mất rất là nhiều năm để có được hai người vợ, và ông cũng đã mất 20 năm để trung tín với Chúa, Chúa ạ, trong công việc của nhà La-ban, Chúa ạ. Và Chúa ơi, ông cũng đã vật lộn với Chúa để có được quyền trưởng nam, và Chúa đã đặt tên cho ông là Israel, Chúa ạ. Chúng con biết ơn về những công việc của Israel, anh cả của chúng con, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, và chúng con cảm tạ ơn anh cả của chúng con là người đã dạy dỗ cho chúng con, đã để lại cho chúng con rất là nhiều điều để chúng con nhận biết được Chúa, một cách công việc của Ngài một cách rõ ràng hơn, Chúa ạ. Chính anh cả của chúng con đã ban Chúa Giêsu, ban Kinh Thánh trong đời sống của chúng con, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Ngài, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Cảm tạ Chúa về tất cả công việc của Ngài trên anh cả của chúng con, cho chúng con biết được, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con cầu nguyện cho anh cả của chúng con, đó là mệnh lệnh của Chúa cho chúng con, cầu nguyện cho anh cả của chúng con. Chúa, chúng con cầu nguyện cho dân Israel, Chúa ạ. Chúng con cầu nguyện cho ý muốn của Ngài đến ngày mà Chúa thực hiện công việc của Chúa trên Israel, đó là 144 người, Chúa ạ, của dân Israel, những người mà được Chúa chọn lựa, Chúa ạ, những người thánh của Ngài, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài, con cầu nguyện cho những người của Chúa, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, và chúng con cầu nguyện biết ơn đến tất cả những người họ đã yêu mến Chúa, Chúa ạ. Cảm tạ Chúa, và chúng con yêu hết tất cả các linh hồn của họ, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, và chúng con có điều gì mà họ còn nghịch với Ngài, Chúa ạ. Chúng con gọi lửa công bình, lửa thanh nộ của Ngài đến trên họ, Chúa ạ, để đánh tan cái sự cứng lòng, cứng cổ của họ, Chúa ạ, để cướp lại những cái linh hồn của họ, Chúa ạ, để ở trong Abethesda của Ngài, để ngày sau cùng họ được cứu, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, bởi vì chúng con được cầu nguyện cho anh cả của chúng con, Chúa ạ. Chúng con yêu mến lẽ thật của Chúa, Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah, 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 hallelujah. Chúa ơi, chúng con biết ơn Chúa nhiều khi mà chúng con được Chúa gọi là hội thánh trời thương của Ngài, Chúa ạ, sự thương xót của Ngài, Chúa ạ. Chúng con được làm sự thương xót của Chúa
là sự hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng con, Chúa. Bởi sự thương xót của Ngài mà chúng con được Ngài ban cho những lễ mầu nhiệm, Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ngài ban cho chúng con ân điển để chúng con hạ mình trước Chúa. Chúng con khiêm nhường học hỏi những gì mà Chúa ban cho, Chúa. Và chúng con biết rằng tất cả mọi thứ đều do Ngài tạo dựng nên tốt lành hết. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa về điều đó, Chúa. Trong con người mới của chúng con chỉ nhìn thấy Ngài, nhìn thấy tình yêu của Ngài. Và chúng con nhìn thấy tất cả mọi linh hồn con người mà Chúa ban chúng con, họ đều là kiệt tác của Chúa, đều là tình yêu của Ngài hết, Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con sống ở giữa thế gian mà chúng con lại mặc lấy con người mới, Chúa. Nên chúng con biết bóc tách ra, Ngài ban chúng con ân điển, chúng con biết bóc tách ra cái sự sang, sự hèn, Chúa. Và tất cả những cái sự mà hèn nhát, nhu nhược, yếu đuối, cái sự bất công, bất nghĩa đó, chúng con giày đạp hết, Chúa. Chúng con đập nát hết ra khỏi cái vương quốc của Chúa trên đất này, Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Và Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài sẽ mặc lại cho chúng con ngày sau, Chúa ơi, ngày mà Chúa ơi, Ngài sẽ trang bị cho chúng con một cô dâu xinh xắn của đất mới, Chúa. Ngài ban chúng con trời mới, Ngài là ban cho chúng con đất mới, Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con yêu mến Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Đó là cơ nghiệp của Chúa ban cho chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh. Amen. Amen. Mọi người nghe thấy không ạ? Amen. Amen. Phán chú làm cầu nguyện Israel, thì Israel thuộc thể như Israel thuộc linh, thêm ra cầu nguyện để họ không có còn là hình tượng nữa, nhưng mà họ chỉ tôn thờ mình Chúa thôi. Phán chú và chúng ta biết là Chúa là đấng mà sẽ ở cùng ta từ bây giờ cho đến cả cuộc đời của chúng ta. Nên việc luôn nhờ Chúa và sống sống đồng đi với Ngài. Chứ không thể trở nên thờ lại thần tượng nào đó, làm việc gì đó mà hơn cả Ngài được. Chúa như Thiên nói là chương trình của Chúa đã được bày tỏ ra hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có đến với Chúa và để cầu hỏi Ngài, để biết để Ngài được bày tỏ ra những điều mà sẽ là những điều mà chúng ta cần phải làm. Trong này nói về việc mà Ngài gọi chim ó đến từ phương đông, thì lần trước một sư có dạy chúng ta rằng là chim ó phương đông này là có thể là nói về chúng ta, về đất nước Việt Nam ta, là đội quân đặc nhiệm của Chúa, những người được Chúa kêu gọi để đem cái sự gọi là cứu rỗi, được sự đem tiên lành nước trời ra khắp đất, và từ đó mà đoạt được, tạo ra được số lượng người tin nhận Chúa trong cái chất lượng, trong cái số lượng người tin nhận Chúa một cách chất lượng, trong cái ý định của Chúa thì đó, và thánh của Chúa sẽ, ân điển của Chúa sẽ được truyền cho dân Israel, và lúc đó mà họ có khả năng mà tin của Chúa Suri. Cảm Chúa thì Chúa là đấng mà
Ngài biết trước mọi thứ, nên chúng ta cần phải có mối quan hệ sâu sắc thường giao với Ngài để biết điều gì xảy ra, để chúng ta làm hết tất cả những điều chúng ta cần phải làm. Và chúng ta cần phải đem chúng ta biết chúng ta phải cầu nguyện để tin lành Chúa được rao giảng ra khắp đất, thì khi đó sự cuối cùng sẽ đến và dân Israel sẽ được Chúa ban ân điển để tin nhận vào Ngài. Israel lúc đó sẽ được tỉnh ra và hiểu được Chúa Giêsu là Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Còn cầu nguyện. Cái lời Chúa đã chạm con, cho anh cảm ơn rất nhiều vì ngài cùng tất cả anh chị em con, và cho con học được bài học về việc mà ngài đã nhìn thấy sự xa đọa của con dân của ngài. Cha, ngài nhìn thấy ô con dân của Chúa tìm kiếm những điều trong thế gian này. Cha, họ thờ lại tất cả những hình tượng trong thế gian này. Cha, thờ lại công việc, tiền bạc, gia đình, trở lại những cái ước mơ khát vọng riêng của họ, cha, những ham muốn của họ, cha, đi đâu họ thở lại những điều đó họ, nhưng mà những điều đó nó lại cho nên gánh nặng của họ, cha, họ lại bị chính những điều đó dồn lỏng vào trong, bắt đầu họ không có được tìm hiểu được biết đến Chúa, nhận biết được sứ mạng của mình, cha, nhưng mà những cái sự thần tự, những cái điều mà họ là dành thời gian nhiều hơn Chúa, những điều mà họ nghĩ là quan trọng hơn Chúa, nó đã chính những điều đó đã làm nô lệ, đã làm cho họ trở thành nô lệ ra, để rồi họ không có, họ cứ mang cái nạn và phải chịu khó khăn cực nhọc với những cái thần tượng đó, cho những cái điều hơn Chúa đã chơi ôn cảm ơn rất nhiều. Xin ngài cùng con chơi nhắc nhở con để con biết rằng chúng con không có sống chúng con không có sống thờ lại những cái hình tượng. Chúng con phải biết tin cậy vào ngài. Chúng con không phải sống đời sống biết rằng ngài là đấng mà đã biết từ ban đầu tới cuối cùng. Ngài đấng đã hạch định trên đời sống con, để đâu chúng con phải vật lộn với ngài mấy ngày nhiều hơn, để đâu ngài bày tỏ chúng con về chính ngài, về chính đấng mà từ ban đầu đến cuối cùng vẫn y như vậy. Ngài sẽ bày tỏ chúng con chính đấng sẽ qua mà sẽ sử dụng chúng con qua đời sống con mà đi cứu rất là nhiều anh chị em của con. Chúng con chào và chúng con mong muốn chúng con sẽ cứu đủ số người. Chúng con sẽ đem tin lành nước trời rao giảng khắp đất và số người được cứu đủ chất lượng mà Chúa mong muốn, để đầu sự cuối cùng sẽ đáng chào và người Israel sẽ được Chúa thương xót và cho một tấm lòng ăn năn tan vỡ. Chào ơn cả ngày rất nhiều Chúa con, ôi xin ngài cùng với chúng con. Chào, chúng con là quân đặc nhiệm của ngài, chơi là những người mà Chúa sẽ sử dụng để từ chúng con, chào tin lành nước trời sẽ được rao giảng ra khắp Việt Nam chơi và khắp châu Á này chơi. Cầu xin ngài giúp đỡ ông con để ông con ngày càng vững mạnh hơn trong ngài, sao chúng con hiểu được những trách nhiệm lớn lao trên đời sống của mình, cho chúng con nhìn biết được mẫu chúng con đều là tạo vật tuyệt vời của ngài, chào và ngài muốn chúng con trở nên giống ngài chơi để cai trị muôn vật mà ngài giao ông con đến, chào nên cầu xin ngài hãy hướng dẫn giúp đỡ mỗi anh chị em con chơi. Ô và con cũng con nguyện để các hậu thế anh chị em Israel thuộc linh cũng con chào ông cầu nguyện cho tất cả các đồng nhân chơi ở đây đầu họ nhìn biết Chúa Giêsu là đấng chủ tế của họ, cha, nhìn biết Chúa Giêsu là đấng có thể làm thỏa mãn hết tất cả những cái khát vọng, những có thể đến mà giải quyết những cái năng đề, những khó khăn trong đời sống họ, cha, chứ không những cái gọi là điều trong thế gian này không bao giờ khiến cho họ đã khác chào. Và cầu xin ngài giúp đỡ các con đúc nhân con cái của Chúa, cha, họ biết rằng đời sống họ trên đất này chỉ là tạm thời, cha, và
khẩu đời đời với làm mãi cha, để đâu họ biết dân đời sống mình cho Ngài cha, ô biết biết đến chạy đến với Ngài cha, lắng nghe lời dạy dỗ của Ngài cha để được Ngài bảo ám từ lúc mới sinh ra cho đến khi mà chúng con kết thúc cho đến đời đời cha ơi. Nên cầu xin Ngài hãy ở cùng với tất cả con của Chúa Trời và Thánh của Chúa Trời Israel thuộc linh của Ngài Trời, để rồi họ nhận biết Ngài rõ ràng hơn, chờ không lặp lại với sự đổ của người anh cả con Trời, để rồi họ trở nên kẻ gọi là gian dâm, đi thờ các thần tượng chào, để đẻ ra ô nhiều cái thứ sai trái và chống nghịch lại với Ngài chào. Ô cảm ơn rất nhiều, xin Ngài cùng với làm Israel thuộc Hello, thế nghe mắt được tiếng rồi. Chắc mắt mày chắc. Hello em. Chị mới chạy cho em bé ngủ. Mới chạy ra. Biết làm rồi. Em làm nghe không được rồi. Đâu rồi, mất tiêu rồi. Rồi, nó lép rồi, rớt rồi, Nam rớt rồi. Còn có hai chị em mình nè, chắc nó vô lại giờ. Chắc được lại giờ. Hiến có ăn kẹo chị Dạ. Hiến có ăn kẹo chị gửi chưa? Dạ ăn rồi, sô-cô-la. Sô-cô-la. Cảm ơn Chúa. Uống thuốc Hiến ạ. Thuốc nào ạ? Mấy cái thuốc chị gửi thuốc đó. Dạ? Thuốc vitamin tổng hợp. Thuốc đấy để cho... Nó có em thuốc tưởng thuốc mẹ đấy để mẹ chỉ có cho một hộp à. Còn của em là thuốc vitamin C với thuốc vitamin tổng hợp. Em uống mấy cái đó thì em đi vô những cái cộng đồng á thì mình ít bị, mình có đề kháng nó cao để mình không có bị nhiễm bệnh á, báo cảm ở ngoài á. Còn chắc chắn là trong thuộc à. linh thì mình không bị nhiễm Babylon rồi. Nhưng mà mình phải hỗ trợ thuốc ở ngoài cho cơ thể ở ngoài thôi. Yến Nam vô lại rồi được kìa. Nam ơi không nghe gì nữa hết á. Giờ em xuống con tưởng không bị ao hay là hết rồi chứ con điện thoại con hết pin. Chưa. Cầu nguyện xong chưa? Dạ, chưa. Con thấy hết pin, con mới cắm sạc vô. Chết. Chưa. Dạ, cảm ơn Chúa rất nhiều. Cảm xin Ngài cùng với dân Israel thuộc thể của Ngài chào cầu nguyện để cho những người Israel cùng cụ thể những người anh chị em con cho những người đã làm tấm gương chống con chào để từ họ con học biết được những cái điều, những cái gọi là những cái sự bản tính của Chúa cho những cái điều mong muốn khát vọng của Ngài cho những dân Ngài được chọn chào để đâu ô chúng con thấy được cái sự xử phạt của Ngài lớn như thế nào cho ô, khi mà dân Ngài chọn thì Ngài yêu và Ngài xử phạt nhiều thế nào cho ô, và chính họ là những người mà có trách nhiệm rất là lớn ô trong việc mà đem tuyên là đem cái sự trở lại của Chúa Jesus Christ chào nên cầu xin Ngài cũng còn cho đi đâu qua những cái sự qua những cái sự gọi là trả giá mà dân Israel phải trả cho để đâu chúng con những dân tộc mà trước kia chưa nhận biết Ngài nhưng nay đã nhận biết Ngài cho chúng con biết mà chúng con là khiêm nhường hạ mình mà đến với Chúa Trời để đâu chúng con nhận lấy được nước trời cha, nhận lấy được tình yêu của Ngài để đâu chúng con nhận lấy trách nhiệm mà Ngài giao trong con để con không thể tập tốt chào chúng con không phải lặp lại những cái xe đổ của người anh cảm con trời ôn cảm ơn rất nhiều xin Ngài cùng với Israel chào để đâu trong những cái người 144 là người Israel những người mà được Chúa chọn cho họ sẽ là những người mà Chúa sẽ sử dụng để đem cái gọi là cái sự sáng của Chúa, cái mà những người đó sẽ là những người sẽ làm sáng danh Chúa chào trong những ngày mà khó khăn trong những ngày mà cuối cùng như vậy chào cầu nguyện cho tất cả những ông cha hay là chính họ cha ở đây đầu tất cả những cái gọi là
là tin lành nước của trời, những cái sự dạy dỗ màu nhiệm ô nó được đến với họ cho đến đầu ô họ sẽ là ô và ô chính chúng con và cũng như thiên sứ của Chúa Trời sẽ là những người phải đóng những cái ấn, là những cái sự dạy dỗ màu nhiệm, những sự bày tỏ của Chúa Trời, ô đến đầu đóng những cái sự giáo lý, những công thức, những cái gọi là công nghệ mà Chúa giao cho con cho để đầu qua chán và tay họ cho để đầu ô từ đó mà họ được vững vàng không rúng động trong những ngày khó khăn đó cho ô cả ngày rất nhiều Chúa con ô công dân Israel để lên cho ngài cha ô từ đầu mỗi chúng con không luôn luôn biết ở thờ phượng Chúa cha chúng con không có có đi thờ phượng ô chính những kẻ thần tượng có mắt có mũi có tai như mù ở trong thế gian này sao luôn thờ phượng đấng sống động chơi là đấng mà hành động trên đời sống con mỗi ngày sao ngài sống sao và ngài phải hành động ngài chúng con phải để cho ngài hành động trên đời sống của con sao chứ không phải là chúng con chống nghịch hay là chúng con không để cho ngài hành động chào cảm ơn rất nhiều Chúa con con dẫn tất cả anh chị em con lên trong ngài con cùng nguyện danh Đức Chúa Service. Amen. Amen. À, chú. Hôm nay mình học Isaiah 46 hả? Chú nói rằng là cái sách của chị thằng Ben đảo quỷ lá cuối Nabokhomin tượng nó chở trên loài thú, trên súc vật, những vật mà các ngươi thường khiêng đè nặng quá làm cho súc vật mệt nhọc, chúng nó cúi xuống cùng nhau khom mình, đã chẳng cứu được cái gánh nặng của mình, chính mình lại bị bắt vào vô tù. Chúa cũng còn thương cái súc vật của ngài nữa, còn lấy mấy cái tượng nặng nề như vậy mà cũng phải đè lên cái sự để làm cho những cái con vật nó mang phải mang cái gánh nặng trên nó. Đúng là cái tượng 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 một cái tượng cái hình tượng một cái tượng cái hình tượng mà mình nói ở ngoài vật thể đi mà nó đã mù lòa vậy thì làm sao những cái hình tượng ở bên trong nó ẩn thì làm sao thấy được nếu không có bởi mắt thần linh của Chúa. Thì bây giờ đang nói là cái hình tượng mà mình nói để mà tượng tượng thần đã sụp, đã quỳ cả đám, không tài nào cứu những con vật tải chúng đi và chính nó cũng chẳng cứu được mà đi bái lại, mà cùng một cái đất sét đó mà nắng ra biết bao nhiêu ông thần, nào là Phật, nào là Chúa, nào là đủ thứ hình tượng hết. Rồi họ tự xưng, họ tự cho mỗi một cái tượng đó thành một cái tên để mà bái lại. Và cũng cái đất sét, cái đồ gốm đó cũng làm ra những cái vật mà để mà thấp nhất. Mà nó thấp nhất đi là một cái toilet để ngồi đi, nó cũng làm từ đất sét. Nó cũng làm ra bởi những cái hình tượng để đứng để mà cũng cúi đầu mà bái lạy nữa. Bởi vậy Chúa mới nói các ngươi so sánh ta với ai, đặt ta đồng hạng với ai nào, đối chiếu ta với ai để cả hai bên cùng tương xứng. Có kẻ mở hầu bao đổ vàng, móc cán căng bạc, rồi mướn thợ để mà làm ra một cái thần để mà sụp lại rồi lại bái thờ nữa. Rồi chính chúng nâng cái tượng thần lên vai, mang nó đi, đặt nó vào vị trí của nó, tượng đứng im không rời chỗ. Thế nhưng giả như có ai kêu thì nó chẳng đáp lời, cũng chẳng ai cứu khỏi cơn khốn quẫn. Những chuyện này các ngươi hãy nhớ mà sống cho ra người. Ở cái quân phản trác hãy ghi lòng và tạc dạ, hãy nhớ lại những cái chuyện thuở ban đầu, những chuyện thời xa xưa, nhớ rằng ta là thần, không có thần nào khác ngoài ta, ta là Đức Chúa Trời, chẳng có thần nào ngoài ta. Những chuyện xảy ra sau ta báo trước,
Ta báo từ ban đầu những gì chưa thể hiện, ta đã báo từ lâu và ta phán điều ta dự tính sẽ thành tựu và ta sẽ thi hành điều ta ư. Thì lời của Chúa ứng nghiệm từ bao nhiêu đời là bởi mình nhìn thấy là mãi cho đến ngày hôm nay, từ bao nhiêu trước Chúa Giêsu và sau Chúa Giêsu và cho đến cái thời của mình và mãi nữa cho đến ngày Chúa trở lại. Lời của Ngài mà khi mà Ngài lời của Ngài mà Ngài nói ra từ miệng Ngài thì chẳng bây giờ rút lại rồi, bất biến, là lời bất biến không thể thay đổi. Nhưng mà thấy con người rất là gian ác. Cái gian ác đầu tiên là cái sự mà vô tín, mà vô chính vì cái sự vô tín đó mà đã bị gánh những cái sự trừng phạt, và chính mình đã gây ra cái sự trừng phạt đó. Đức Chúa Trời là Cha Ngài hết mực mà yêu thương, Ngài nói hãy nghe ta, ở những kẻ cứng lòng, kẻ xa đường công chính, ngày mà ta thể hiện đức công chính của ta đã gần đến, chẳng còn xa nữa. Ơn cứu độ của ta sẽ không trì hoãn, ta sẽ ban ơn cứu độ tại Sion và sẽ cho Israel được vinh hiển. Ngài nói Ngài thiết tha đến mức độ, rồi Ngài còn nói rằng hãy nghe ta đi, hỡi nhà Gia-cóp và tất cả số sót lại của nhà Israel. Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ, đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời cho đến khi các ngươi già nuôi tuổi tác, trước sau gì ta vẫn là ta, cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, ta vẫn còn gánh vác các ngươi như xưa nay ta vẫn từng đối xử. Ta sẽ nâng niu và gánh vác các ngươi và ban ơn cứu thoát các ngươi. Rất là cảm động một người cha, một đấng tạo hóa, một Thiên Chúa yêu con người, khao khát cái con người mà đã thổi thần của Ngài vào bên trong con người để có một cái mối quan hệ và tương giao thân mật, mà ngay ban đầu là đã không vâng phục và nghi ngờ cái sự thương cái sự bất tín đó, mà đã chuyển giao cái quyền làm con đó cho thù nghịch mà để mà bị rủa xả. Giờ đây chính Chúa Giêsu Christ con của Cha đã hiện thân bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã đến thế gian và đã cứu con người, mà không phải chỉ riêng trước là cho anh cả mình và sau là cho dân ngoại, mà chính vì anh cả đã ngu dại, đã khước từ và đã khước từ Đấng Messi đã đến. Xin Chúa cũng thương xót cái sự ngu dại trước đây của chính mình cũng vậy, là những kẻ cũng ngu dại và không nhận biết lời lẽ thật để mà được sống mà thờ phượng đích thực một Thiên Chúa trong cái lẽ thật và trong thần thánh linh của Ngài, mà đi thờ những cái thờ ngẫu tượng, thờ những cái tượng câm, tượng đuôi mù, và lạm dụng những cái tượng câm đó mà phục bái, phục lạy nó mà rờ mó. Xin Chúa cũng làm sạch con đây để mà mình không còn bị, ngay cả người thân của mình và ngay cả những cái nghi thức nghi lễ của anh cả của mình, là để mà Chúa làm sạch và xóa sạch những cái điều những cái hành động bất chính đó, mà ăn năn tan vỡ, mà để tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Chỉ có tiếp nhận Ngài thì mới thần của Ngài mới đổ trên họ, và họ mới nhận biết được, họ mới làm hòa được với Cha thôi. Thì xin Chúa thương xót ngay cả những Israel thuộc thể cũng như Israel thuộc linh, mà khi đã được sinh lại rồi thì cũng phải giữ cho đến cùng và trung tín cho đến cùng, chứ không phải vì những ham muốn lợi lộc hay vì bất cứ những cái hám danh nào của thế gian này mà đã mắc vô tín một lần nữa, như là một bài học trong quá khứ. Anh cả mình đã nhìn hết bao nhiêu những phép kỳ dấu lạ ở tại Akapa và đi trong đồng vắng cũng vậy, bao nhiêu và mắt thấy tai nghe và nhìn thấy rõ ràng hết tất cả những điều mà Thiên Chúa Đức Chúa Trời là Cha tay ẩm tay bồng tay bế và nâng niu và cho ăn những cái thức ăn từ trời xuống, uống nước từ tảng đá là Đức Chúa Jesus Christ mà ra vạch nước đó tuôn trào ra.
biết bao nhiêu những cái kỳ công, rồi có cột lửa để mà soi dẫn, cũng là lửa thánh linh, rồi cột mây che chở nữa, như người mẹ ủ ấp con thơ trong lòng, và biết bao nhiêu điều mà cũng vì một cái con người cứng cổ cứng lòng mà vô tính. Xin Chúa cũng làm sạch tất sự vô tính đó ra khỏi anh cả mình và ra khỏi những người cơ đốc nhân mà tự xưng mình là con Đức Chúa Trời mà không sống theo và mặc mặc theo cái bản chất Chúa Jesus Christ. Amen. Trong những lời cùng. Lạy Cha, chúng con cảm tạ người khen Cha, cảm ơn Cha tất cả lời của Cha đã quá rõ ràng và đã quá bên mặt để cho chúng con học, đọc và suy ngẫm và ghi lòng tạc dạ mà làm theo tất cả những gì mà Cha nói với chúng con là hãy nhớ lại những cái chuyện thuở ban đầu, những chuyện thời xa xưa, nhớ rằng chính Cha là chính Đức Chúa Trời, là Cha không có một cái thần nào khác mà ngoài Ngài, Chúa ạ. Ngài là một Đức Chúa Trời duy nhất, độc nhất và vô nhị, không có một người nào mà có thể so sánh được với Ngài, Chúa ạ. Ngài là đứng tối cao, đứng tể trị muôn vật muôn loài, Chúa ạ. Trong đó có chúng con là những người mà Ngài đang chăm sóc và cưu mang khi chúng con chưa lọt lòng mẹ, và Ngài đã nhận biết chúng con và gọi chúng con trong Chúa Jesus Christ để nhờ trước mặt Ngài chúng con sống tinh tuyền thánh thiện. Đó là nhờ tình yêu thương của Ngài, Ngài đã gọi chúng con từ trước muôn đời để trong Ngài chúng con vâng lời vâng phục, và Ngài đã sinh lại chúng con, và trước sau khi sinh lại thì chúng con cũng phải được tập đi, tập đứng, tập nói và hành động theo cái nguyên tắc giá trị của nước trời, Chúa ạ, là theo hệ thống giá trị của nước trời. Là cảm ơn Chúa Thánh Linh. Thánh Linh ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Ngài, chính Ngài là cụ cầm cơ nghiệp của chúng con, và chính Ngài cũng là làm chúng con xây dựng cái cơ nghiệp của chúng con nữa, Thánh Linh ạ. Chúng con cần Ngài hơn bao giờ hết, và chỉ có Ngài mới là đứng kết nối cho chúng con được nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha, và Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng con, để chúng con vui vẻ vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Ngài, Chúa ạ. Để cái sự vô tín trước đây của chúng con là một cái sự ghê tởm và khinh bỉ, Chúa ạ. Chúng con ngu dại, chúng con đã xa lìa với sự sống của Ngài mà đã thờ những cái thần tượng có mắt như mù, mà có tai bị điếc, mà có mồm như câm, Chúa ạ. Con đập trong danh Chúa Jesus Christ, con đập nát những cái hình tượng vô tri vô giác đó, và cũng như cái hình tượng bên trong để mà thờ những cái hình tượng tiền bạc vật chất của cải, tình dục và tất cả những cái ham danh ham lợi, hình tượng từ bên trong lẫn bên ngoài, trong danh Chúa Jesus Christ con đập nát hết tất cả những cái hình tượng đó ra khỏi những người, những con cái Chúa ở trong các tôn giáo, đặc biệt rằng do tôn giáo Do Thái giáo, Chúa ạ, là anh cả của chúng con, Chúa ơi. Chúa, Ngài bịt tai, Ngài không nghe những cái lời kinh nguyện, những cái sự bái lạy, những cái nghi thức nghi lễ mà không lắng nghe lời Ngài và không để cho lời Ngài trở nên thành thịt trong đời sống của mỗi người cơ đốc nhân, của những người mà xưng mình là con cái của Đức Chúa Trời, Chúa ạ. Xin Chúa Ngài, thần của Ngài thăm viếng đặc biệt trên anh cả của chúng con là dân Israel, để mà họ, thần của Ngài cáo trách cái lương tâm của họ, Chúa ạ, cáo trách để họ ăn không được, ngủ không được, họ phải nhận biết đứng Messi chưa, chỉ có qua Chúa Jesus Christ thì tất cả con người mới được cứu, Chúa ạ. Qua Chúa Jesus Christ, qua đổ huyết của Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, xin sự thương xót và sự tha thứ của Ngài xuống trên anh cả của chúng con. Con cảm ơn Chúa qua tất, và Chúa cũng dùng anh cả của chúng con và xảy ra những bài học trong quá khứ để làm một cái bài nhớ đời xương máu cho chúng con, để chúng con ghi lòng tạc dạ như Môsê dặn đi dặn lại, và hãy các ngươi hãy nhớ và khi ghi lòng tạc dạ, khi ra đường, khi lên xe, khi đi bất cứ nơi nào cũng phải nhắc đi nhắc lại những cái điều mà đã xảy ra cho anh cả của chúng con, mà nhớ nhớ để mà biết tri ân và cảm ơn Đức Chúa Trời là Cha. Ngài đã chăm sóc và đã cưu mang chúng con và nâng chúng con từ khi chúng con lọt lòng mẹ, trước khi chúng con lọt lòng mẹ, các số ngày Ngài cũng đã định cho chúng con và đếm cho chúng con
tên của chúng con đã được trong sổ của Ngài, Chúa ạ. Ngài đã hứng chúng con từ lúc chúng con chưa chào đời, để khi mà chúng con già nuôi tuổi tác, trước sau gì Ngài cũng vẫn là Ngài. Ngài là thành tín, trung tín, Ngài hôm qua, hôm nay, đời đời không hề thay đổi, Chúa ạ. Ngài là thành tín, trung tín, tất cả những gì Ngài hứa là Ngài sẽ không bao giờ đổi dời, Chúa ạ. Mọi sự sẽ qua đi, nhưng những gì mà lời của Ngài phán ra sẽ không bao giờ quay trở lại từ Ngài, Chúa ạ. Sẽ ra đi và sẽ ứng nghiệm trên đời sống của mỗi người, anh chị em của chúng con, cũng như trên các dân và các nước, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa. Con cũng nguyện xin Chúa Ngài cũng gìn giữ tấm lòng của mỗi anh chị em của chúng con, là những người Israel thuộc linh, là những người mà Ngài đã tuyển chọn và cho chúng con tập luyện chúng con trên đất này, để chúng con trở thành một người tay binh lính giỏi cho Ngài trong những ngày sau sót, và chuyển trải những cái tin lành, những sứ điệp vương quốc của Ngài cho tất cả dân ngoại, Chúa ạ. Các số đủ của các dân ngoại được cứu thì lời Chúa Ngài trở lại để mà Ngài khôi phục lại dân Israel. Anh cả của chúng con nguyện sự thương xót của Ngài tế trị hết tất cả những các linh hồn mà Ngài tạo dựng nên trên đất này. Chúng con cũng được mạnh dạn, chúng con được nói lời của Đức Chúa Trời một cách mạnh dạn, để cho tất cả những cái con người chưa nhận biết Chúa Jesus Christ để được tiếp nhận Ngài, và không phải chỉ tiếp nhận Ngài và được lãnh sự phước hạnh ở đời này mà thôi, nhưng mà chúng con còn phải chuyển tải cái tin lành vương quốc của Ngài nữa, Chúa ạ. Xin Chúa Thánh Linh là đứng dẫn dắt chúng con, để chúng con làm trong sự trật tự của Ngài, cho chúng con biết khôn ngoan và tận dụng hết tất cả những tài nguyên mà Ngài dành cho chúng con, đặc biệt là những kiến thức của ánh sáng, để cho chúng con biết khôn ngoan để mà xin lợi ra cho Ngài, và cho chúng con biết biết nhìn và tùy theo cái khả năng người nghe, chứ không phải để chúng con mềm mại và xây dựng làm ích cho hội thánh của Ngài, làm ích cho vương quốc của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, nguyện Chúa Ngài chăm sóc sức khỏe của chúng con, để chúng con tiếp tục sắp xếp hết tất cả mọi đời sống của chúng con, là quyền ưu tiên nhất vẫn là Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa, để cho chúng con có thời giờ để tương giao với Ngài nhiều hơn, và có mối quan hệ chặt chẽ với Ngài, và ở với Ngài trong cái phòng kín, chính là thờ phượng Ngài trong thần linh, linh hồn và thân thể của chúng con đây. Chúng con đội ơn Ngài, và con cảm ơn Cha, con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ta ơn Cha, Alleluia. Ta ơn Cha, Alleluia. Amen. Amen. Chúa ban phước cho hai em. Tắt record đi.